Trật tự nhá, trật tự để bố test loa cho các bác nào. Em test đôi loa Prodeo có mức giá 2 triệu 9 cho bác này. Đôi Prodeo này 2 triệu 9, hàng Japan, hàng xịn vậy. Bác nào muốn lắp ông đi dân mua xịn có hết. Đôi này tổng công suất là 500W. 500W bác 20, nghe nhạc và hát karaoke rất là hay luôn. Giờ mà tôi sẽ test karaoke cho bác. Có khúc gì nhỉ? Bài ca cả biệt nhé. Người tôi yêu đâu rồi, tình tôi đã chết rồi.
Riêng đôi loa này với mức giá 2.9 chắc là không có điểm nào bác chê gì cả. À, hợp túi tiền, hàng xịn luôn. Chào các bác nhé. Ôi như duyên ta đánh lỡ rồi, ôi tâm tư cạn hết lời.